Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 180. Chương 1791, mưu đồ của ảnh vô tà. Nam Hoang tiên nhân im lặng, Dược Hoàng mắt trợn tròn. Điều này nên làm thế nào cho phải? Cự Dương tiên tôn đáp, nếu bọn họ đã lợi dụng Vô Gian Đạo, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn họ xuất hiện lần nữa. Dược Hoàng hỏi, nói như vậy, cổ tiên Trung Châu có thể xuất hiện tại bất kỳ nơi nào. Nếu bọn họ trực tiếp xuất hiện ở Bắc Nguyên, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mặc dù cổ tiên Trung Châu chật vật vô cùng, chiến lực cũng tổn hại rất nhiều, nhưng đội hình vẫn mạnh như cũ. Ba tiên cổ phòng, ba vị cổ tiên bát chuyển, không tính cổ tiên lục chuyển, thất chuyển. Còn có một con cổ tình yêu cửu chuyển. Đội hình khổng lồ này, nếu xuất hiện trong một đại bản doanh của thế lực siêu cấp, gia tộc Hoàng Kim, xui xẻo cũng không phải cổ tiên Trung Châu mà là gia tộc Hoàng Kim đó. Nếu cổ tiên Trung Châu bỗng nhiên xuất hiện gần Dược gia. Nghĩ đến đây, trong lòng Dược Hoàng nhất thời lo sợ bất an. Còn xin tiên tổ chỉ điểm sai lầm. Nam Hoang tiên nhân thỉnh giáo. Cự Dương tiên tôn lại cười ha hả. Con cháu tự có phúc của con cháu. Phúc hoạn cùng tồn tại, có thể chuyển đổi lẫn nhau. Nếu đây là tai ương của Bắc Nguyên, nó cũng có thể chuyển hóa thành phúc của Bắc Nguyên. Bản thể của ta đã sớm chết đi. Đây cũng không phải thời đại của ta. Hãy cố gắng mà làm, mặc kệ thành công hay thất bại. Còn làm thế nào để chuyển tai kiếp thành phúc lộc, còn phải xem chính bản thân các ngươi. Cự Dương tiên tôn nói xong, không còn tiếng nói nào truyền đến. Nam Hoang tiên nhân và Dược Hoàng nhìn nhau, đều không thể làm gì. Nam Cương, cổ trận siêu cấp, trong tay Phương Nguyên đang cầm một phần cổ tài bình thường. Hắn tiện tay ném cổ tài này vào trong hỏa lô trước mắt. Ngọn lửa thiêu đốt tản ra từng luồng hàn ý. Lửa trong lò rất đặc biệt, không phải ngọn lửa có màu vỏ quýt như bình thường, mà là màu lam tái nhợt. Đây chính là lãnh diễm. Một lát sau, lãnh diễm bỗng nhiên tắt đi, lặng yên không một tiếng động, khiến cho người ta không kịp chuẩn bị. Trong lò lửa bay ra một con cổ trùng. Con cổ trùng này giống như bọ gậy, cơ thể dài nhỏ, bên trong màu nâu điểm thêm chút xanh. Khi nó bay về hướng Phương Nguyên, cơ thể duỗi ra, tương đối đặc biệt. Đây là một con cổ trùng lực đạo, đương nhiên chỉ là phàm cổ. Nhưng tên của nó lại là kéo sông. Từ điểm này nhìn ra, nó tất nhiên không phải bình thường. Phương Nguyên đã sớm có một con cổ kéo sông, là tiên cổ lực đạo lục chuyển. Còn con cổ này chỉ là phàm cổ lực đạo. Cổ kéo sông có thể phát ra một luồng sức mạnh huyền diệu để cổ sư hoặc cổ tiên khống chế nước sông. Hiệu dụng của con phàm cổ kéo sông này tất nhiên kém xa tít tắp tiên cổ kéo sông. Nhưng Phương Nguyên cũng rất vui. Vì sao? Thứ nhất, tiên cổ là duy nhất. Nếu Phương Nguyên có hai sát chiêu đồng thời đều dùng tiên cổ kéo sông, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại hắn đã có phàm cổ kéo sông. Hắn có thể sử dụng rất nhiều phàm cổ thay thế cho tác dụng của tiên cổ kéo sông. Cho nên, cho dù một vị cổ tiên có được một con tiên cổ nào đó, cũng không đại diện người đó không có nhu cầu về phàm cổ tương ứng. Thứ hai, lần này Phương Nguyên có thể luyện thành công, bởi vì cảnh giới của hắn đã tăng lên cấp tông sư. Mặc dù cổ kéo sông là cổ trùng lực đạo, nhưng bên trong lại có liên quan đến thủy đạo. Cho đến nay, mặc dù lực đạo của Phương Nguyên là cảnh giới tông sư, nhưng hắn chưa hề thôi diễn ra cổ phương phẳng cổ kéo sông. Bây giờ cảnh giới thủy đạo tăng thành tông sư, hắn gần như không cần suy tính, chỉ dựa vào cảm giác đã có thể miêu tả ra được phẳng cổ kéo sông rồi. Tất cả đều là chuyện nước chảy thành sông. Tông sư thủy đạo, Phương Nguyên bắt đầu cảm nhận được diệu dụng của nó. Không chỉ cổ phương, còn có sát chiêu. 500 năm kiếp trước, Phương Nguyên cũng tích lũy không ít cổ phương hoặc sát chiêu thủy đạo. Hiện tại nhớ lại nội dung của những thứ này, hắn lại có một cảm nhận hoàn toàn mới, lại càng nhận biết sâu hơn. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Giống như trước đó, hắn đứng dưới chân tháp, nhìn gạch đá dưới chân tháp. Bây giờ hắn đột nhiên bay lên đỉnh tháp, nhìn thấy phong cảnh xưa đâu bằng nay.
Mặc dù cảnh giới tăng vọt, không có vật chất khách quan để cân nhắc, nhưng thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều. Nhất là cảnh giới tông sư của ta có đến 5 lưu phái. Những lưu phái này kết hợp với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau cùng tăng lên, hình thành lợi ích càng thêm to lớn. Khó trách 500 năm trước, nhiều người lại chạy theo mộng cảnh như vịt. Phương Nguyên nhớ lại, khi đó, hắn còn đặt tinh lực chủ yếu lên việc tu hành huyết đạo. Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân. Thứ nhất, tình huống của Phương Nguyên không tốt, bên ngoài lại có cường địch, hắn cần sức chiến đấu. Thứ hai, Phương Nguyên hoàn toàn không biết gì về mộng đạo, cũng không có sát chiêu giải mộng hoặc thủ đoạn dò xét mộng đạo như bây giờ. Nếu mà muội thám hiểm mộng cảnh, ngược lại sẽ được không bù mất. Thứ ba, bây giờ hồi ức của Phương Nguyên chỉ sợ còn có thành phần thiên ý quấy phá. Trong lúc Phương Nguyên cảm nhận chỗ tốt mà cảnh giới tông sư thủy đạo mang đến, bên phía Vũ gia rốt cuộc có một vị cổ tiên thất truyền đến. Vị cổ tiên này đến mang theo điều lệnh của Vũ Dung, đương nhiên còn có tiên cổ Phương Nguyên mượn của Vũ gia. Phương Nguyên rất nhanh bàn giao lại, sau đó rời khỏi cổ trận siêu cấp. Hắn một đường phi hành đến hướng đông bắc, ngựa không dừng vó. Lần này, hắn lấy cớ với Vũ Dung, nói có chuyện bất đắc dĩ cần quay lại Đông Hải một chuyến. Bất cứ kẻ nào cũng đều có bí mật của mình. Nếu là cổ tiên bình thường của Vũ gia, Vũ Dung tất nhiên sẽ phải truy cứu. Nhưng đối với Vũ Di Hải, cho dù Vũ Dung có muốn hỏi, chỉ sợ cũng không hỏi ra được điều gì. Cho nên, Vũ Dung sáng suốt quyết định không hỏi đến. Phương Nguyên tiến vào bức tường ngăn giới. Sau khi đến Đông Hải, hắn tìm một hải vực vô danh, hạ xuống tiên khiếu, tạm thời điều chỉnh lại. Trong lúc này, hắn không ngừng diễn luyện sát chiêu bên trong tiên khiếu chí tôn, làm quen với tiên cổ mới. Càng đến thời khắc quan trọng, hắn lại càng thêm trầm ổn. Hắn quyết định lần này nhất định phải giết chết ảnh vô tà, miễn trừ họa lớn trong lòng, cho nên đã tận lực chuẩn bị thêm một chút. Khi Phương Nguyên cảm thấy thời cơ chín muồi, hắn lập tức thu hồi tiên khiếu, chuẩn bị khởi hành, áp dụng đại kế truy sát mà hắn ấp ủ đã lâu. Khí vận giao cảm, Phương Nguyên thôi động sát chiêu tiên đạo. Nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn phát hiện đám người ảnh vô tà đã rời khỏi Nam Cương, đang trở về Đông Hải. Tốt, ở Đông Hải lại càng thích hợp cho ta ra tay hơn. Phương Nguyên cũng không do dự nữa, nhất phi trùng thiên, trực chỉ mục tiêu. Đám người ảnh vô tà đang bay trên mặt biển. Bạch Ngưng Băng đang sóng vai đi cùng với bọn họ. Quan hệ giữa bọn họ đã phát sinh thay đổi, trở thành minh hữu bình đẳng. Thì ra, mấy ngày trước, ảnh vô tà đã lấy ra Dương Cổ để Bạch Ngưng Băng tạm thời ngừng chiến. Ảnh vô tà nhờ vào cơ hội tốt đó thương thảo hợp tác với Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng xưa đâu bằng nay, biểu hiện không muốn Dương Cổ, chỉ muốn giết chết đám người ảnh vô tà. Ảnh vô tà miệng lưỡi dẻo quẹo, rốt cuộc cũng thuyết phục Bạch Ngưng Băng đạt thành liên minh mới với bọn họ. Bạch Ngưng Băng có được Dương Cổ, cũng biết được bên phía Phương Nguyên có con thượng cực thiên ưng, là một uy hiếp rất lớn. Lúc này, ở lại động thiên Bạch Tướng rõ ràng là một quyết định không khôn ngoan. Bởi vì thượng cực thiên ưng tồn tại, Phương Nguyên có thể dựa vào đó để tiến vào động thiên. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1792, mặt quỷ lại xuất hiện một. Nếu đám người Bạch Ngưng Băng tiếp tục còn ở lại bên trong động thiên, ngược lại tạo thành manh mối cho Phương Nguyên tùy tiện tìm đến. Bạch Ngưng Băng nhìn qua mặt biển xanh thẳm, cau mày, bí mật truyền âm, ảnh vô tà. Ngươi nói ngươi có cách đối phó Phương Nguyên, bây giờ chúng ta chạy đến Đông Hải, cũng vẫn đang đi. Rốt cuộc có phương pháp gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Ảnh vô tà cười nói, muốn đối phó bát truyền, nhất định phải cần bát truyền. Đông Hải không phải mục đích của chúng ta, Bắc Nguyên mới đúng. Nói như vậy, thế lực ảnh tông ở Bắc Nguyên vẫn còn bát truyền tồn tại. Hừ, ngươi chỉ biết lừa người gạt quỷ thôi. Bạch Ngưng Băng khinh thường truyền âm. Nếu có chiến lực bát truyền, tại sao lại không sử dụng ở đại chiến núi Nghĩa Thiên? Ảnh vô tà cười khổ, bởi vì thời cơ chưa đến.
Lần này thời cơ đã đến. Lần này thời cơ rất tốt. Bắc Nguyên và Trung Châu đều đang vây quanh Tiên Cổ Hồng Vận Tể Thiên, đang định triển khai chém giết. Lần này chúng ta đến Bắc Nguyên, thẳng vào vòng xoáy trung tâm phúc địa Đại Tuyết Sơn, cướp đoạt Hồng Vận Tể Thiên, nhờ chiến lực bát chuyển phản sát phương nguyên, đoạt lại tiên thể chí tôn. Ảnh Vô Tà nói đến đây, bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn ra sau lưng. Ha ha, hắn đến rồi kìa. Nói xong, Ảnh Vô Tà cảm nhận được khí vận trên đỉnh đầu mình đang chấn động kịch liệt. Lần này, phương nguyên đã gia tăng khí vận giao cảm lên không ít. Ảnh Vô Tà phát hiện, cho dù y có chui vào tiên khiếu cũng không che đậy được. Nhưng Ảnh Vô Tà không phải là người khoanh tay chịu chết. Y trái lo phải nghĩ, quyết định sử dụng phương pháp trái ngược. Lúc trước, y trăm phương nghìn kế muốn che giấu mình, thu liễm khí tức. Bây giờ, phương pháp này tạm thời không thành. Ảnh Vô Tà trái lại còn chủ động gia tăng chấn động khí vận bản thân. Tất cả mọi người đều liên vận với nhau. Phương Nguyên có thể dựa vào thứ này, sử dụng khí vận giao cảm để tìm đến Ảnh Vô Tà. Như vậy Ảnh Vô Tà tất nhiên cũng có thể làm được. Cho nên, mấy ngày qua, Ảnh Vô Tà đã nghiên cứu ra một tổ hợp cổ trùng, có thể giúp cho y có thể căn cứ vào khí vận chấn động suy tính khoảng cách giữa y và Phương Nguyên. Ảnh Vô Tà đặt tên cho sát chiêu này là chấn vận đắc cự. Cứ như vậy, cho dù Phương Nguyên có sử dụng gặp mặt từng quen biết cũng không đối phó được thủ đoạn này của Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà là một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn. Mặc dù đã đánh mất ký ức, nhưng trải qua bổ sung bên trong dòng sông thời gian, cảnh giới bản thân tuyệt không thiếu. Chủ yếu nhất vẫn là cảnh giới. Chính vì vậy, Ảnh Vô Tà có thể tùy thời nghĩ ra những tổ hợp cổ trùng khác nhau để ứng phó đủ loại tình huống. Đương nhiên, muốn làm được, cảnh giới nhất định phải đủ cao siêu. Đồng thời đồ vật nghĩ ra cũng cần cổ tiên có thời gian thí nghiệm và luyện tập nhất định. Kết trận, dựa theo chiến thuật trước đó của chúng ta đánh lui Phương Nguyên. Phát hiện được Phương Nguyên đang nhanh chóng tiếp cận, Ảnh Vô Tà ra lệnh một tiếng, năm vị cổ tiên bắt đầu kết trận. Sau khi thành công thuyết phục Bạch Ngưng Băng gia nhập liên minh, truyền thừa của Bạch Ngưng Băng ở Động Thiên Bạch Tướng cũng đã giúp cho thực lực của đám người Ảnh Vô Tà nhanh chóng tăng lên. Cổ trận tiên đạo này đã vây khốn đám người Ảnh Vô Tà cách đây không lâu. Lần này, Ảnh Vô Tà nhất định sẽ cho Phương Nguyên nếm thử đau khổ. Đến rồi, Bạch Ngưng Băng đột nhiên nói. Bây giờ, nàng đã trở thành chủ Động Thiên Bạch Tướng, tài sản trên người lập tức tăng vọt, nắm giữ được tiên cổ ưu tú. Bởi vậy thủ đoạn điều tra cũng xưa đâu bằng nay, siêu việt hơn đám người Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lan. Cho nên nàng ta là người đầu tiên phát hiện được tung tích của Phương Nguyên. Bốn vị cổ tiên còn lại vội vàng theo tiếng kêu của Bạch Ngưng Băng nhìn lại. Chỉ thấy hải vực phía nam nhấc lên một cơn thủy triều rất lớn. Một con kiếm dao thượng cổ đang mạnh mẽ xông đến. Sừng rồng bén nhọn đâm về phía bầu trời. Vảy rồng lấp lóe như ngân quang. Chảo rồng dữ tợn đáng sợ. Răng rồng trong miệng phát ra hàn quang. Năm người Ảnh Vô Tà giống như lâm đại địch. Bạch Ngưng Băng tiến lên một bước, vượt qua đám người, nói, kẻ địch đến có dám vào trận không? Phương Nguyên nhìn thấy Bạch Ngưng Băng. Mặc dù nàng đã biến thành long nữ, càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhưng diện mạo vẫn như cũ, khiến Phương Nguyên ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ đến, trong tình huống này lại nhìn thấy Bạch Ngưng Băng. Trên thực tế, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đã lâu không gặp. Cho dù trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Bạch Ngưng Băng cũng không ở bên ngoài, không hề lộ diện. Sau lần ở núi Tam Vương, Bạch Ngưng Băng làm phản. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng không còn gặp lại nhau nữa. Cho đến tận lúc này, tất cả cũng đã thay đổi. Hai vị cổ sư thiếu niên còn sống sót ở núi Thanh Mao, bây giờ đều đã thành cổ tiên. Một người được xưng là thiên tài, Bắc Minh Băng phách thể, tiền đồ một mảnh quang minh. Về sau trở thành cổ tiên người rồng lục truyền, trong tay còn có Động Thiên Bạch Tướng. Còn Phương Nguyên lại càng có kinh nghiệm phong phú. Sau khi chia tay, hắn trở thành chủ của Phúc Địa Hổ Tiên. Sau đó, hắn đại náo Bắc Nguyên, lật đổ Lầu Chân Dương, phá hủy Phúc Địa Vương Đình, rồi lần lượt xuất hiện ở Đông Hải, Trung Châu, Tây Mạn. Cuối cùng,
Trong trận đại chiến núi Nghĩa Thiên, hắn đã cướp đi cổ tiên thai Chí Tôn, thành quả 10 vạn năm của Ảnh Tông. Lợi dụng con tiên cổ này, tu vi của Phương Nguyên tăng lên như hỏa tiễn, kinh thế hãi tục. Bây giờ, tu vi của hắn là thất truyền. Hắn còn lợi dụng mộng cảnh gia tăng cảnh giới của 6 lưu phái lên thành tông sư. Hai người đã bắt đầu tranh đấu với nhau từ núi Thanh Mào. Về sau dùng danh xưng Hắc Bạch Song Sát hành tẩu Nam Cương. Hợp tác chặt chẽ. Bây giờ gặp lại lần nữa, cả hai đã thành tử địch. Cũng tốt, ngay cả người ta cũng thu thập luôn. Sát ý Phương Nguyên tràn ngập nội tâm. Tiếng rồng ngâm vang lên. Hắn phun ra một luồng long tức. Long tức màu trắng, sắc bén vô cùng. Quang huy lóe lên, xuyên qua vô số khoảng cách bắn đến trước mặt Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng không tránh không né, ngược lại còn mỉm cười. Một khắc sau, kiếm quang long tức chạm vào một bức tường ánh sáng vô hình, cực khổ mà vô công. Cổ trận có thể vây khốn đám người Ảnh Vô Tà tuyệt không tầm thường. Cổ trận. Trong lòng Phương Nguyên trầm xuống. Nhất thời, hắn không có biện pháp ứng đối nào tốt. Trận đạo. Phương Nguyên không quá quan tâm đến trận đạo. Cho dù 500 năm trước cũng vậy. Muốn giải cổ trận, tất nhiên phải cần tạo nghệ trận đạo, hoặc dùng trí đạo suy tính cũng được. Phương Nguyên là tông sư trí đạo, nhưng trong tay lại thiếu tiên cổ trí đạo đắc lực. Muốn tính toán sơ hở cổ trận trước mắt, chỉ sợ không dễ. Kiếm dao thượng cổ xoay quanh trên không trung, băn khoăn không dám tiến vào. Đám người Ảnh Vô Tà đứng bên trong, chờ đợi Phương Nguyên tiến vào để tấn công. Nhất thời, trong đầu Phương Nguyên xuất hiện suy nghĩ đối sách. Đối phương đã sớm bố trí cổ trận, nói rõ mặc dù bọn họ không có cách nào che giấu hành tung nhưng có thủ đoạn điều tra ta. Vừa nãy thăm dò, nói rõ cổ trận này không bình thường. Bọn họ có thể bố trí cổ trận này, chính là nắm chắc đối phó được ta. Thuyền nát còn có 3 phần định. Chỉ mới không gặp nhau một khoảng thời gian, Ảnh Vô Tà đã có được thủ đoạn như vậy. Phương Nguyên cũng không mù quáng tấn công. Hắn nhìn không thấu cổ trận này. Trừ phi hắn là đồ ngốc mới có thể lỗ mãng xông vào cổ trận. Nhưng cũng không loại trừ đám người Bạch Ngưng Băng phô trương thanh thế. Có thể bên trong cổ trận yếu kém, ngược lại chỉ mạnh phòng hộ bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1793, Mặt Quỷ Lại, xuất hiện 2. Cho nên, Phương Nguyên muốn làm tiếp theo cũng chỉ là thăm dò. Trong lúc Phương Nguyên đang giao thủ với đám người Ảnh Vô Tà, bên trong Vô Gian Đạo, 3 tòa tiên cổ phòng chậm rãi bay đi. Vạn Hải Long Lưu đã tỉnh. Ông nhìn cảnh tượng bên trong Vô Gian Đạo, cảm khái không thôi. Thủ đoạn của Đạo Thiên Ma Tôn đúng là vượt quá tưởng tượng. Ông ta biến mất lâu như vậy, sát chiêu tiên đạo hơn 300.000 năm trước, nhưng vẫn có được tác dụng như cũ. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt sẽ không tin. Uy Linh ngưỡng cười nói, được rồi, ngươi đã thức tỉnh, chúng ta không cần dừng lại ở đây nữa. Xuất phát thôi. Thì ra cổ tiên Trung Châu suy nghĩ chu đáo. Mặc dù có thể thoát khỏi Vô Gian Đạo, nhưng bọn họ vẫn cố ý ở lại bên trong. Mục đích là chờ Vạn Hải Long Lưu tỉnh lại. Trước đó, Vạn Hải Long Lưu vì thi triển sát chiêu tiên đạo giải vây mà chìm vào ngủ say. Lúc này ông ta đã thức tỉnh, cổ tiên Trung Châu đã trở lại cường thế như trước. Tốc độ 3 tiên cổ phòng tăng vọt. Đây là đoạn hành trình cuối cùng trong Vô Gian Đạo. Cổ tiên Trung Châu đồng tâm hiệp lực, dàn trận địa đón trận đấu kế tiếp. Hồng Vận, cố chịu đựng, ta sắp đến rồi. Hai mắt Triệu Liên Vân lấp lóe, gương mặt tràn ngập thần sắc kiên định. Nhưng trong thời điểm sắp sửa vượt qua đoạn cuối cùng, dị biến đã phát sinh. Một mặt quỷ to lớn bỗng nhiên xuất hiện, ngăn đằng trước 3 tiên cổ phòng, ngăn luôn cả toàn bộ Vô Gian Đạo. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là U Hồn Ma Tôn. 3 vị cổ tiên bát truyền chấn kinh, mặt quỷ đã mở cái miệng rộng, phát ra tiếng gào thét im ắng. Trong tiếng gào thét, toàn bộ Vô Gian Đạo bắt đầu sụp đổ. Rất nhiều toái ngân vũ đạo bắn tung tóe. Vết nứt không gian kinh khủng giống như mạng nhện tràn lan. Cạch, một tiếng vang thật lớn.
cổ tiên Trung Châu phát hiện. Thông đạo kỳ diệu mà mình đang ở giống như một chiếc gương vỡ vụn thành từng mảnh. Phòng ngự, Vạn Hải Long Lưu giống to, giữ vững cho ta. Bích Thần Thiên, Uy Linh Ngưỡng không hẹn mà cùng nhau thôi phát uy năng lớn nhất của tiên cổ phòng. Nhưng ba tiên cổ phòng lúc này đã yếu không chịu nổi, giống như chiếc thuyền tam bản bên trong sóng lớn, thân bất do kỷ. Lập tức, ba tiên cổ phòng vốn đang đứng cùng nhau, lập tức bị loạn lưu vũ đạo chia cắt. Một lỗ trống bỗng nhiên hình thành, giống như cự thủ mở cái miệng máu hút hết mọi thứ bên trong. Vạn Hải Long Lưu khống chế Lãm Tước Các, chống đỡ được mấy hơi thở đã bị cái lỗ to lớn này hút vào, không thấy tăm hơn. Phong Mãn Lâu, Giác Liên Doanh vất vả trèo trống. Giác Liên Doanh giống như một cái bánh bao, bị toái ngân vũ đạo đầy trời gọt thành từng mảnh nhỏ. Phong Mãn Lâu cũng đang bị giải thể. Tiên cổ phòng cường đại lúc này lại trở nên yếu ớt vô cùng. Vô Gian Đạo là sát chiêu tiên đạo của đạo Thiên Ma Tôn, phối hợp với thủ đoạn của U Hồn Ma Tôn, giống như hai vị ma tôn hợp lực ra tay. Đám cổ tiên Trung Châu không ngờ rằng Vô Gian Đạo mà bọn xem là đường tắt lại hóa thành một cái bẫy chí mạng. Hơn 30 vạn năm trước, đạo Thiên Ma Tôn Chu Du Hắc Thiên đã để lại Vô Gian Đạo. Về sau, Cự Dương Tiên Tôn luyện hóa cổ tình yêu thất bại cũng đã để lại chuẩn bị về sau. Sau đó đến thời đại của U Hồn Ma Tôn, dường như nhìn rõ được mưu đồ của người trước, hay vì nguyên nhân gì khác, tóm lại ông ta cũng đã lưu lại một sát chiêu của mình ở đây. Long Công không biết bí mật của tôn giả, Tử Vi Tiên Tử có thể tính ra, nhưng không tính đến chuyện này. Lúc này, cổ tiên Trung Châu gặp phải nguy cơ toàn quân bị diệt. Ta phải chết sao? Sẽ chết ở chỗ này sao? Không, không được. Hồng Vận còn đang chờ ta cứu, tại sao ta lại có thể dừng bước ở chỗ này? Giúp ta một chút, cổ tình yêu ơi! Triệu Liên Vân lớn tiếng gọi trong lòng, dường như cảm nhận được tình yêu. Không thể lay động của nàng, cổ tình yêu bên trong hư khiếu bắt đầu lóe ra ánh sáng vô tận. Ánh sáng lấy Triệu Liên Vân làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán xung quanh. Một tiếng ầm vang, Phong Mãn Lâu đã hoàn toàn giải thể. Đám cổ tiên kinh hô, tất cả đều dựng lên phòng hộ. Nhưng rất nhiều người chỉ trèo trống không đến mấy hơi, đã bị cuồng phong vũ đạo xoắn thành mảnh vỡ. Duy chỉ có tầng ánh sáng mỏng trên người Triệu Liên Vân là không gì phá nổi. Không chỉ như vậy, ánh sáng này còn nhanh chóng lan ra, tác động đến bốn người xung quanh. Một cái động hình thành trước mặt Triệu Liên Vân. Sau một khắc, cổ tình yêu bắn ra một luồng xung lực, để Triệu Liên Vân và bốn vị cổ tiên xung quanh vọt thẳng vào trong động. Tầm mắt thay đổi. Đây là nơi nào? Triệu Liên Vân phát hiện mình đang đứng trên mặt đất. Nơi này chính là Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Một âm thanh truyền đến. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Triệu Liên Vân kinh hô. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vị cổ tiên trước mặt. Người này đang nằm trên giường mây. Diện mạo phổ thông, thân mặc một chiếc váy dài tơ lụa, mái tóc dài màu xanh. Điều cực kỳ đáng chú ý chính là mái tóc xanh đó giống như một dòng sông, bắt nguồn từ đỉnh đầu của nữ tiên, vòng qua chiếc giường mây rủ xuống, cơ hồ phủ kín toàn bộ gạch bên dưới. Nữ tiên nhìn thấy biểu hiện của Triệu Liên Vân cũng không giống như đang làm bộ, cũng có chút kinh ngạc. Xem ra, năm vị mạo muội xâm nhập Phúc Địa Đại Tuyết Sơn cũng không phải là cố ý. Năm người, Triệu Liên Vân nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện nàng đang ở bên trong một gian đài điện, mà nàng cũng không chỉ có một mình, bên cạnh còn có bốn cổ tiên khác. Bốn người lần lượt thức tỉnh, mặc dù Triệu Liên Vân vừa mới trở thành cổ tiên không bao lâu, nhưng nàng vẫn biết được thân phận của bốn người này. Quen thuộc nhất chính là Bất Chân Tử. Ông là Thái Thượng Trưởng Lão Linh Duyên Trai, cổ tiên thất truyền, phụ mệnh bảo vệ an toàn cho Triệu Liên Vân. Dư Nghệ Giá Tử, vị thiếu niên có diện mạo xinh đẹp, đến từ cổ hồn môn. Mặc dù tu vi chỉ có lục truyền, nhưng tạo nghệ luyện đạo thượng giai, được mọi người thừa nhận. Thi Chính Nghĩa cũng là thiếu niên, mày rậm mắt to. Lúc trước, cậu ta cũng ở trên tầng cao nhất Phong Mãn Lâu với Triệu Liên Vân. Mặc dù Triệu Liên Vân không có nói chuyện với Thi Chính Nghĩa, nhưng đã từng gặp qua phụ thân của cậu ta là Thi Các.
Bởi vì Thi Các bị mù hoàn toàn, cho nên ấn tượng cũng rất sâu sắc. Người cuối cùng Triệu Liên Vân không quen là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Thi Chính Nghĩa lại biết người này. Cậu ta lập tức chạy đến bên cạnh y, kêu lên: "Mộc Lăng Lan tiền bối, tại sao chúng ta lại đến đây?" Thì ra người này chính là Mộc Lăng Lan, cổ tiên thủy đạo, đến từ Linh Điệp Cốc, tu vi thất truyền. Ta cũng đang rất tò mò. Không gian bỗng nhiên vỡ vụn, ném năm người các ngươi ra đây. Nữ tiên kia lạnh lùng nói, tự tiện xông vào phúc địa Đại Tuyết Sơn. Ta vẫn chờ các ngươi giải đáp nghi hoặc cho ta đây. Phúc địa Đại Tuyết Sơn. Nơi này chính là phúc địa Đại Tuyết Sơn. Thi Chính Nghĩa thấp giọng kêu lên. Cậu ta nhìn xuyên qua cửa sổ. Quả nhiên bên ngoài tuyết trắng mênh mông, đằng xa là hơn 10 ngọn núi tuyết đang đứng. Thi Chính Nghĩa đồng thời phát hiện, cậu ta đang ở bên trong đại điện của một ngọn núi tuyết. Cổ tiên Trung Châu kịp thời phản ứng. Bất Chân Tử vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Liên Vân, chăm chú nhìn nữ tiên trước mặt. Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là phong chủ ngọn thứ 9 phát cơ của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, Hồng Vận đang ở đây. Hai mắt Triệu Liên Vân bốc lên tinh mang. Nữ tiên thẳng người lên, gương mặt trở nên khẩn trương. Thì ra các ngươi là vì Mã Hồng Vận mà đến. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1794, trong trận ngoài trận. Không sai, mau giao Mã Hồng Vận ra đây. Triệu Liên Vân hét lớn. Nữ tiên phát cơ nhìn Triệu Liên Vân một chút. Mã Hồng Vận không có ở chỗ ta. Nếu ngươi muốn tìm, chỉ sợ sẽ phải một đường đánh tới ngọn chủ phong thứ nhất. Nhưng nơi đó có Vạn Thọ Nương Tử và Tuyết Hồ Lão Tổ đóng giữ. Năm người các ngươi còn chưa đủ nhét ké răng cho họ. Sự do người làm. Thi Chính Nghĩa nắm chặt nắm đấm, hét lớn. Cho dù ta chết ở đây, ta cũng phải cứu Mã Hồng Vận. Triệu Liên Vân vô cùng kiên quyết. Mộc Lăng Lan tiến lên mấy bước. Năm người chúng ta chỉ là đội ngũ tiên phong. Đằng sau còn có cổ tiên bát truyền áp trận. Mặc dù phúc địa Đại Tuyết Sơn các ngươi chiếm được địa lợi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một vị cổ tiên bát truyền mà thôi. Mộc Lăng Lan đang phô trương thanh thế. Trên thực tế, cổ tiên vẫn còn ở lại bên trong Vô Gian Đạo, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chân chính cứu được chỉ còn có 5 người Triệu Liên Vân. Dựa theo sức mạnh của cổ tình yêu, dưới chấp niệm của Triệu Liên Vân, 5 vị cổ tiên đã rơi vào phúc địa Đại Tuyết Sơn. Phát cơ biến sắc. Nàng ta chẳng qua chỉ là cổ tiên lục truyền. Còn 5 người trước mặt không chỉ người đông thế mạnh, hơn nữa còn có 2 vị cổ tiên thất truyền. Bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn tổng cộng có 15 ngọn núi tuyết. Phát cơ ở ngọn núi thứ 9, không ngờ rằng yên tĩnh bị phá vỡ, 5 vị cổ tiên không hề có dấu hiệu xuất hiện trước mặt nàng. Đợi lát nữa ta chủ công, các ngươi lui về phía sau. Mộc Lăng Lan bí mật truyền âm, y việc nhân đức không nhường ai, quyết định đứng ra. Phát cơ cảm thấy không ổn, vội vươn tay nói, khoan ra tay đã, chúng ta là bạn chứ không phải địch. Có ý gì? Bất Chân Tử ngăn lại Mộc Lăng Lan đang muốn ra tay. Phát cơ nói, các ngươi tưởng rằng ta sẽ cam tâm bán mạng cho Tuyết Hồ Lão Tổ sao? Tuyết Hồ Lão Tổ vì tư lợi bản thân, bắt chúng ta đi vơ vét tiên tài, chúng ta khổ không thể tả. Nhưng vì khiếp sợ Tuyết Hồ Lão Tổ, không thể không làm. Nói thật, ta đã sớm muốn quy hàng, chỉ là ta cho rằng cổ tiên chính đạo Bắc Nguyên sẽ tấn công, vạn lần không nghĩ đến lại là cổ tiên đến từ Trung Châu. Ta không có ý muốn ra tay với các ngươi. Các ngươi muốn tìm Tuyết Hồ Lão Tổ gây phiền phức, ta hoan nghênh còn không kịp. Ồ, là như vậy sao? Bất Chân Tử và Mộc Lăng Lan nhìn nhau, có chút do dự. Phát cờ nói tiếp, các ngươi muốn công phạt Đại Tuyết Sơn, chắc hẳn cũng đã thu thập tin tức. Thật không dám giấu giếm, nội bộ Đại Tuyết Sơn đã sớm có lục đục. Tuyết Hồ Lão Tổ vì muốn luyện thành tiên cổ Hồng Vận Tể Thiên, đã sớm rơi vào điên cuồng, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của chúng ta. Đáng tiếc, chúng ta bị quản chế, không thể phản kháng, chỉ có thể chờ ngoại lực tương trợ. 5 vị cổ tiên Trung Châu không lên tiếng. Bọn họ không nghĩ rằng sẽ có chuyện như vậy phát sinh.
Mộc Lăng Lan trầm ngâm một phen. Ngươi đã muốn quy hàng, dựa vào những thứ này vẫn còn chưa đủ đáng tin. Ngươi phải gia nhập đội ngũ thảo phạt của chúng ta mới có thể chứng minh ngươi thật lòng. Phát Cơ cười khổ. Nếu ta có thể ra tay, đã sớm phản kháng. Các hạ không cần thăm dò. Nếu ta thật sự gia nhập các ngươi có thể tin tưởng ta sao? Phương pháp trợ giúp của ngươi chỉ có một. Ta đồng ý tiết lộ hết toàn bộ bố trí phòng ngự của Đại Tuyết Sơn cho các ngươi biết. Ồ, là ngươi nói đấy nhé. Mộc Lăng Lan gật đầu. Phát Cơ nhìn năm cổ tiên trước mặt, chậm rãi nói, Tuyết Hồ Lão Tổ vì muốn luyện ra tiên cổ hồng vận tể thiên, đã trắng trợn cải tạo phúc địa Đại Tuyết Sơn. Cách đây không lâu còn mời Tôn Danh Lục ra tay bố trí một cổ trận siêu cấp ở đây. Cổ trận siêu cấp này cực kỳ lợi hại. Lấy từng ngọn núi tuyết làm trận nhãn, rót vào nước sông nghịch lưu. Phàm là người sông trận, chỉ có thể vượt qua từng ngọn núi tuyết. Phong chủ trấn thủ núi tuyết được cổ trận tăng phúc, tu vi lục chuyển cũng có thể thể hiện chiến lực thất chuyển. Còn cổ tiên sông trận, chiến lực tiếp nhận áp chế cực lớn. Tình huống cứ kéo dài như vậy. Mỗi một ngọn núi tuyết là một cửa ải khó khăn. Cho dù cổ tiên bát truyền đến, chỉ cần không phá vỡ cổ trận này, cũng phải hao tốn thời gian bên trong một phen. Chúng ta làm sao biết được những tin tức này là thật hay giả? Mộc Lăng Lan hỏi. Phát Cơ một lần nữa cười khổ. Những lời ta nói đều là thật. Nếu các ngươi không tin, có thể ra tay nghiệm chứng. Được. Mộc Lăng Lan phất tay một cái. Một làn sóng nước xuất hiện, nhanh chóng tràn đến Phát Cơ. Phát Cơ không chút hoang mang, tóc dài bỗng nhiên bắn lên, tạo thành một đập nước, chặn sóng nước lại. Mộc Lăng Lan lập tức cau mày. Sau một kích không có tác dụng, y đã nhìn ra được vấn đề, không còn ra tay nữa. Bốn cổ tiên Trung Châu còn lại nhìn nhau. Quả nhiên như Phát Cơ đã nói, ở đây Phát Cơ có thể phát ra chiến lực thất truyền. Còn Mộc Lăng Lan vốn là cổ tiên thất truyền, nhưng thế công của y lại bị suy yếu rất nhiều. Vốn thủ đoạn công phạt rất lăng lệ, nhưng lại bị Phát Cơ dễ như trở bàn tay chặn lại. Cổ trận này quá lợi hại, thì chính nghĩa sợ hãi thán phục. Bất Chân Tử hỏi tiếp, như vậy, sơ hở của cổ trận này nằm ở đâu? Phát Cơ lắc đầu, ta còn chưa quen thuộc cổ trận này, nhưng trải qua một thời gian tìm hiểu, ta đã có một số kinh nghiệm, có thể nói lại cho các vị biết. Đầu tiên, cổ trận bị ngăn cách trong ngoài, cho dù câu thông với Bảo Hoàng Thiên cũng không thành. Trước mắt, chỉ có Tuyết Hồ Lão Tổ mới có thể chủ động liên lạc với từng phong chủ mà thôi. Còn giữa các phong chủ lại không thể truyền tin cho nhau. Tiếp theo, từng phong chủ đều là trận nhãn của cổ trận. Dường như chỉ có thể bị khốn thủ bên trong đại điện của mình, không cách nào rời khỏi núi, tuyết. Điều này là do ta suy đoán ra, nhưng mức độ chắc chắn sẽ không thấp. Cuối cùng, chính là thời điểm mất mạng của các ngươi. Phát Cơ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, tóc trên nền gạch bốc lên, muốn cuốn chặt năm vị cổ tiên. Mộc Lăng Lan trong nháy mắt đã bay ngược ra ngoài đại điện. Triệu Liên Vân dưới sự trợ giúp của Bất Chân Tử cũng thành công đào thoát. Trong đại điện, mái tóc dài rất nhanh bọc Thi Chính Nghĩa và Dư Nghệ Giá Tử thành hai cái kén tằm. Yên nữ gian trá, cùng nhau ra tay thôi. Mộc Lăng Lan vừa kinh vừa sợ. Không cần y lên tiếng, Triệu Liên Vân đã sớm ra tay. Ầm ầm, bên trong ngọn núi tuyết truyền đến từng tiếng sấm nổ vang. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Đông Hải, từng luồng long tức như kiếm mang màu trắng bắn trúng cổ trận, đánh cho cổ trận không ngừng lay động. Phương Nguyên quá cẩn thận, vẫn không xâm nhập cổ trận, làm sao bây giờ? Bạch Ngưng Băng hỏi Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà thở dài, truyền âm đáp lại, ta vốn chuẩn bị lợi dụng cổ trận siêu cấp này đọ sức với con thượng cực thiên ương trong tay Phương Nguyên, thăm dò lai lịch của hắn. Không nghĩ đến Phương Nguyên chỉ ở bên ngoài công kích, một chút thời cơ lợi dụng cũng không có. Kiếm giấu bên trong mới càng khiến cho người ta kiêng kỵ. Phương Nguyên đương nhiên có thể dựa vào thượng cực thiên ưng xuyên thấu không gian, trực tiếp xâm nhập vào trong cổ trận. Nhưng cứ như vậy, hắn sẽ bại lộ thượng cực thiên ưng của hắn chỉ có chiến lực lục chuyển. Phương Nguyên sao có thể tự bại lộ mình chứ? Mặc dù chúng ta có cổ trận thủ hộ, vững như thành đồng, nhưng Phương Nguyên lại nắm giữ thế chủ động. Hắn nắm giữ sát chiêu biến hóa đạo,
còn cổ trận siêu cấp của chúng ta tiêu hao tiên nguyên quá nhiều. Tổn thất của chúng ta không hề nhỏ, Bạch Ngưng Băng lại nói. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1795, Giết Phát Cơ 1. Thạch Nô xin chiến, nếu không, để ta ra ngoài tác chiến, dẫn dụ hắn vào. Bạch Ngưng Băng khinh thường cười lạnh. Phương Nguyên là loại cáo già, sao có thể để ngươi khích tướng, mạo muội xâm nhập cổ trận chứ? Thạch Nô nhìn Bạch Ngưng Băng hầm hầm, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Không sao. Ảnh Vô Tà khoát tay, đợi ta bố trí xong, để lại ngụy trang mê hoặc hắn. Chúng ta có thể sử dụng chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt để rời khỏi nơi này, vứt hắn ở lại. Chỉ cần tranh thủ thời gian, chúng ta đến Bắc Nguyên, tụ họp với cổ tiên bát truyền. Đó chính là lúc quay người đối phó Phương Nguyên. Mặt Bạch Ngưng Băng trầm như nước. Ngươi bảo ta bố trí cổ trận này chính là để bỏ qua nó. Phàm cổ thì cũng thôi đi, nhưng tiên cổ cũng muốn bỏ luôn. Mấy con tiên cổ có đáng là gì? Ảnh Vô Tà trầm giọng nói, chỉ cần đại thế thành, tất cả tổn thất đều có thể bù đắp cho ngươi. Có thể bỏ, có thể vứt mới là đại trượng phu. Còn nữa, đây không phải là bỏ qua một cách vô ích, mà là để lại nghi ngờ cho địch thủ, tranh thủ thời gian quý giá cho chúng ta. Bạch Ngưng Băng khẽ hừ một tiếng, nhưng tại sao ta lại có cảm giác ngươi đang suy yếu thực lực của ta vậy? Vậy thì ngươi quá lo lắng rồi. Đại địch đang ở ngoài trận, hoặc ngươi có thể ở lại điều khiển cổ trận, trợ giúp chúng ta kéo dài thời gian. Ảnh Vô Tà liếc nhìn Bạch Ngưng Băng, tinh mang lóe lên trong mắt Bạch Ngưng Băng mấy lần, rốt cuộc gật đầu, cứ theo như những gì ngươi đã nói. Nàng không phải không muốn đơn đả độc đấu, nhưng đối mặt với Phương Nguyên hung hăng như vậy, nàng không có lòng tin chiến thắng. Bắc Nguyên, Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, ngọn núi thứ 9. Năm cổ tiên Trung Châu bị Phát Cơ ám toán, tất cả đều bị tóc xanh kết thành kén tầm buộc chặt, đều đang cực lực giãy giụa. Đây là sát chiêu gì vậy? Ta có cảm giác tiên nguyên đang bị tiêu hao nhanh chóng. À, Dư Nghệ Giã Tử bỗng nhiên quát khẽ, toàn thân bốc lên ngọn lửa chói lọi, nhưng mái tóc xanh không hề sợ bị ngọn lửa hỏa thiêu, ngược lại từ trong sợi tóc chảy ra rất nhiều hơi nước tưới Dư Nghệ Giá Tử ướt sũng. Lửa của ta là lửa địa lôi, luyện hóa cổ tài thất truyền chỉ trong vài phút mà thôi, nhưng lại không đốt được mái tóc này. Dư Nghệ Giá Tử chấn kinh, ha ha, không lợi ích gì đâu. Mái tóc xanh này của ta, thời gian thúc giục càng lâu, uy năng lại càng lớn. Từ lúc Tuyết Hồ lão tổ bắt đầu luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, ta đã bắt đầu thôi động sát chiêu tiên đạo này, chưa hề ngừng qua. Các ngươi ngẫm lại cũng biết, thời gian này dài bao nhiêu. Phát Cơ một lần nữa nằm xuống, cười ha hà. Còn nữa, những lời ta nói trước đó với các ngươi cũng không hoàn toàn lừa các ngươi đâu. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn chính xác đã được một cổ trận siêu cấp bao phủ. Ta tác chiến ở đây, chiến lực tăng vọt, có tu vi thất truyền, còn các ngươi thì bị suy yếu. Hãy mau ngoan ngoãn đầu hàng, thúc thủ chịu trói. Có lẽ các ngươi còn có một con đường sống. Hừ, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc này, một bóng người hư ảo từ trong kén tầm tóc xanh bay thẳng ra. Kén tầm không bị hư hao, nhưng bóng người này lại trực tiếp xuyên qua kén tầm một cách quỷ dị, xuyên thẳng ra ngoài. Bóng người từ hư hóa thực, không phải ai khác, chính là cổ tiên thất truyền Linh Duyên Trai, Bất Chân Tử. Sắc mặt Phát Cơ lập tức trầm xuống, thì ra là một vị cổ tiên hư đạo, khó trách có thể thoát khỏi trói buộc của ta. Nói xong, vô số tóc xanh từ dưới đất bắn lên, cứng như kim châm, mềm như rắn. Hàng ngàn hàng vạn bắn về phía Bất Chân Tử. Bất Chân Tử cao giọng cười một tiếng, muốn tổn thương ta, còn sớm lắm. Ông một lần nữa hư hóa, rơi vào bên trong một kén tầm. Cổ tiên bên trong kén tầm đó chính là Triệu Liên Vân. Lúc này, nàng đang thúc giục sát chiêu tiên đạo tiến hành phòng hộ, chống cự tóc xanh rào sát bên trong. Bất Chân Tử đến. Bên cạnh nàng, Triệu Liên Vân đầu tiên là giật mình, sau đó là vui mừng quá đỗi.
ta đếm đến ba, ngươi giải trừ phòng hộ, cùng ta ra ngoài. Bất Chân Tử khoác một tay lên vai nàng, dặn dò. Triệu Liên Vân nghĩ thầm, nếu ta thu hồi sát chiêu phòng ngự, há không phải bị tóc xanh xoắn thành thịt nát sao? Nhưng nghĩ lại một chút, Bất Chân Tử tuyệt không lừa gạt nàng. Tâm tư Triệu Liên Vân nhúc nhích, quyết định tin tưởng Bất Chân Tử. Sau một khắc, nàng từ bỏ phòng hộ, ngừng thôi động thủ đoạn phòng ngự. Mái tóc xanh bò đến. Chỉ trong chốc lát, Triệu Liên Vân đã hoàn thành hư hóa. Sau đó, hai bóng người từ trong kén tầm chui ra. Phát Cơ rốt cuộc đã sợ. Bất Chân Tử tu hành hư đạo, có thể hư hóa. Điều này cũng rất bình thường. Nhưng ông ta có thể giúp người khác hư hóa, thậm chí còn hư hóa sau người khác. Điều này rất không bình thường. Cổ tiên hư đạo vốn không nhiều. Bất Chân Tử tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Chính vì ông có thủ đoạn này, Linh Duyên Trai mới tin tưởng. Chỉ dựa vào một mình ông là có thể bảo vệ được Triệu Liên Vân. Sau khi Bất Chân Tử cứu Triệu Liên Vân xong, lại cứu ba người còn lại ra, năm vị cổ tiên Trung Châu bắt đầu vây công Phát Cơ. Phát Cơ lấy một địch năm, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Tóc xanh vờn quanh thân nàng ta, khi thì như rắn, khi thì đứng lặng, hóa giải thế công của năm vị cổ tiên. Nàng ta rõ ràng chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng lại có được chiến lực thất chuyển. Ta cũng phát hiện, bên trong toàn bộ phúc địa Đại Tuyết Sơn đúng là có vết tích cổ trận siêu cấp vận chuyển. Tránh ra, để ta lên. Mộc Lăng Lan gạt bốn cổ tiên ra, thôi động sát chiêu tiên đạo. Một tiếng sói chu lên, ba con sói nước màu lam nhạt to lớn xuất hiện, dương nanh múa vuốt phóng về phía Phát Cơ. Bức tường tóc mà Phát Cơ dựng lên không ngăn cản nổi công kích của sói nước. Nàng ta vội vàng ngồi dậy xông phá đỉnh điện, xông thẳng vào không trung. Năm cổ tiên Trung Châu đều có thuật phi hành, lập tức trùng sát. Phát Cơ rất nhanh lâm vào thế bị động. Mặc dù chiến lực của Phát Cơ rất mạnh, nhưng bên phía Triệu Liên Vân dù sao cũng người đông thế mạnh. Phát Cơ dần dần công ít thủ nhiều, mái tóc xanh đứt hơn phân nửa, số còn lại tạo thành một quả cầu bao quanh cơ thể của nàng ta. Sát chiêu tiên đạo này đúng là lợi hại, có thể tiết kiệm sức mạnh. Chúng ta đánh ra sát chiêu tiên đạo đều bị nó hấp thu một phần, sau đó phun ra đối phó chúng ta. Ngay cả xà lãng trùy tâm của ta cũng không xuyên qua được quả cầu tóc này. Sắc mặt Mộc Lăng Lan trở nên ngưng trọng. Bất Chân Tử bỗng nhiên bí mật truyền âm cho Mộc Lăng Lan. Mộc Lăng Lan mừng rỡ, vậy thì thử một lần đi. Y tích lũy một lát, bỗng nhiên đưa ngón trỏ tay phải ra, điểm một điểm về phía quả cầu tóc xanh khổng lồ. Sau một khắc, từ trên đầu ngón tay của y bay ra một con rắn nước linh động dài nửa xích. Con rắn hoàn toàn do nước ngưng tụ thành, sinh động như thật, toàn thân hiện ra màu xanh đậm. Vốn hành động của con rắn nước cực nhanh, nhưng dưới sự khống chế của Mộc Lăng Lan, nó đã cố ý bay chậm lại. Lúc này, Bất Chân Tử bỗng nhiên thi triển sát chiêu tiên đạo, con rắn tử thực hóa hư, thoải mái xuyên qua quả cầu tóc xanh, đến trước mặt Phát Cơ. Phát Cơ vô cùng sợ hãi, vội vàng thi triển sát chiêu phòng ngự thứ hai. Nhưng con rắn nước một lần nữa từ hư hóa thực, cắn nát phòng hộ của Phát Cơ, trực tiếp chui thẳng vào trong tim của nàng ta. Phát Cơ thét lên một tiếng, hồn phách bay ra ngoài. Quả cầu tóc xanh nổ tung, rất nhiều tóc như hàng vạn mũi tên bắn ra bốn phương tám hướng. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1796, giết Phát Cơ 2. Năm cổ tiên Trung Châu vội vàng ngăn cản, không cách nào quan tâm chuyện khác, đành phải tùy ý, để hồn phách Phát Cơ thuận lợi chạy trốn. Chiến thắng rồi, Phát Cơ đã chết, chỉ còn hồn phách sống sót mà thôi. Thi Chính Nghĩa hưng phấn vô cùng, phối hợp không tệ. Bất Chân Tử mỉm cười nhìn Mộc Lăng Lan. Có thể đánh bại Phát Cơ, hai vị cổ tiên thất truyền đã xuất lực rất nhiều. Đầu tiên là dựa vào Bất Chân Tử giải vây, sau đó do Mộc Lăng Lan chủ công. Dư Nghệ Giá Tử, Triệu Liên Vân và Thi Chính Nghĩa thì phối hợp tác chiến. Trận chiến kết thúc, ngọn núi thứ 9 yên lặng trở lại. Việc sau đó nên làm thế nào?
năm vị cổ tiên thương lượng với nhau, rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Trước tiên lui ra ngoài, chờ đội ngũ cổ tiên Trung Châu đến. Chỉ dựa vào 5 người bọn họ, làm sao có thể đối kháng toàn bộ Đại Tuyết Sơn? Đừng nói các cổ tiên khác, một mình Tuyết Hồ Lão Tổ cũng đã không cách nào địch nổi rồi. Nhưng thử một chút, 5 vị cổ tiên phát hiện, bọn họ hoàn toàn không có cách nào rời khỏi chỗ này. Phúc địa Đại Tuyết Sơn vốn là phúc địa công cộng. Toàn bộ phúc địa được chắp vá ra, uy năng phòng hộ kém hơn phúc địa bình thường. Nhưng ở đây lại bố trí cổ trận siêu cấp. Ngay cả thủ đoạn hư hóa của Bất Chân Tử cũng không làm nên bình thường. Thật đáng ghét. Trong 5 người chúng ta, không một ai là cổ tiên trận đạo. Nếu có một vị đại năng trận đạo nào ở đây, nói không chừng còn có thể nhìn thấy sự huyền diệu của cổ trận này, sau đó tiến hành phá giải. Mộc Lăng Lan thở dài nói, vốn cổ tiên Trung Châu cũng cố ý cử một số cổ tiên trận đạo đi cùng. Đáng tiếc, bởi vì vô gian đạo sụp đổ, dẫn đến tai nạn ngoài ý muốn, khiến cho không một vị cổ tiên trận đạo nào đến cả. 5 vị cổ tiên Trung Châu bất đắc dĩ phát hiện, mặc dù bọn họ đánh bại Phát Cơ, chỉ để hồn phách thoát đi, nhưng bọn họ lại bị vây trong ngọn núi thứ 9, không cách nào thoát khỏi cổ trận siêu cấp. Làm sao bây giờ? 5 vị cổ tiên nhìn nhau, đều cảm thấy áp lực rất lớn. Có thể không lớn sao? Đây là hang ổ của quân địch. Không nói đến những cái khác, chỉ cổ tiên bát truyền Tuyết Hồ Lão Tổ thôi, động ngón tay cũng có thể nghiền nát mấy người bọn họ. Các người có cảm thấy kỳ quái hay không? Chúng ta đến phúc địa Đại Tuyết Sơn lâu như vậy, nhưng lại không có ai đến. Dư Nghệ Giá Tử đột nhiên nói. 4 cổ tiên còn lại nhìn nhau, đều có đồng cảm. Điều này rất kỳ lạ. Chúng ta xâm lấn phúc địa Đại Tuyết Sơn, giao chiến với Phát Cơ, động tĩnh rất lớn. Nhưng ngoại trừ Phát Cơ ra, không một ai xuất hiện. Thời gian chúng ta giao chiến với Phát Cơ không ngắn. Nhưng trong lúc đó không hề có bất kỳ cổ tiên nào đến trợ giúp. Tuyết Hồ Lão Tổ không xuất hiện, có lẽ là do ngạo khí bát truyền. Nhưng ít ra các cổ tiên khác cũng nên liên hợp lại, triển khai vây công chúng ta. Sư Tử Vồ Thỏ mới đúng chứ. Mộc Lăng Lan, Bất Chân Tử và Dư Nghệ Giá Tử đều phân tích, cảm thấy rất kỳ quặc. Ngay lúc này, bên trong tiên khiếu của Triệu Liên Vân, cổ tình yêu đột nhiên phát động. Toàn thân Triệu Liên Vân dâng lên một khí tức tiên cổ mãnh liệt. Khí tức mênh mông khiến 4 cổ tiên còn lại đều đổi sắc. Khí tức quá mạnh. Chẳng lẽ là tiên cổ cửu truyền sao? Trước đó, trong vô gian đạo, chính là khí tức này, ta nhớ rất rõ ràng. Thì ra là ngươi ra tay cứu chúng ta. Mộc Lăng Lan, Dư Nghệ Giá Tử và Thi Chính Nghĩa đều há mồm nhìn Triệu Liên Vân. Lúc này, Triệu Liên Vân thân bất do kỷ, hai mắt trắng dã, hai chân cách mặt đất hơn một thước, toàn bộ thân hình trôi nổi, đầu hơi ngửa về sau, cổ họng phát ra tiếng. Đừng quấy nhiễu nàng ấy, đây là cổ tình yêu phát động. Bất Chân Tử vội vàng lên tiếng. Cổ tình yêu, tiên cổ trấn phái Linh Duyên Trai được Triệu Liên Vân mang đến đây. 3 vị cổ tiên còn lại chấn kinh vô cùng. Bất Chân Tử cười khổ, giải thích cho 3 người biết. Một lát sau, Triệu Liên Vân giật mình tỉnh lại. Ta đã biết hết bí mật của cổ trận này. 4 người còn lại không khỏi vui mừng. Đây là tác dụng của cổ tình yêu hay sao? Mộc Lăng Lan mở to hai mắt. Triệu Liên Vân gật đầu. Vậy thì mau nói đi. Bất Chân Tử thúc giục. Đại trận này có tên là Đại trận Nghịch Mệnh Tế Luyện, do Tôn Danh Lục sáng tạo ra, sử dụng hơn 10 con tiên cổ. Quan trọng hơn, nó còn rót vào nước sông Nghịch Lưu, vì thế uy năng cực kỳ kinh khủng. Triệu Liên Vân trầm giọng giải thích. Cổ tình yêu chủ động thôi phát, hao tốn rất nhiều tiên nguyên bên trong hư khiếu của Triệu Liên Vân, hiệu dụng thiên kỳ bách quái, giúp cho Triệu Liên Vân biết được toàn bộ lai lịch của Đại trận Nghịch Mệnh Tế Luyện. Nước sông Nghịch Lưu, chẳng lẽ là con sông Nghịch Lưu trong truyền thuyết sao? Dư Nghệ Giá Tử mở to hai mắt. Không sai, là sông Nghịch Lưu bên trong Nhân Tổ Truyện. Triệu Liên Vân gật đầu. Bên trong Nhân Tổ Truyện có ghi chép, núi Đáng Hồn, cốc Lạc Phách, sông Nghịch Lưu chính là 3 cửa ải trong sinh tử môn. Trước đó,
Nhân Tổ vì muốn cứu đứa con trai đầu của mình là Thái Nhật Dương Mãng mà đến trầm mê tử cảnh, kết quả thất bại. Nhân Tổ đành phải một mình xông qua ba cửa ải, một lần nữa phục sinh. Kết quả, sau khi Nhân Tổ xông qua được núi Đáng Hồn, cốc Lạc Phách, lại thất bại trong gang tấc ở sông Nghịch Lưu. Sông Nghịch Lưu cũng là một trong bí cảnh thiên địa, không nghĩ đến lại nằm trong tay Tuyết Hồ Lão Tổ. Bất Chân Tử cảm khái. Mộc Lăng Lan than thở, nghe nói năm đó Đạo Thiên Ma Tôn đã dựa vào quỷ không hay tiến vào Sinh Tử Môn trộm được cốc Lạc Phách, núi Đáng Hồn, chỉ là không cách nào ra tay với sông Nghịch Lưu. Không nghĩ đến sông Nghịch Lưu không biết bị người ta lấy ra ngoài từ khi nào. Mộc Lăng Lan là Thái Thượng Trưởng Lão Linh Điệp Cốc, là phái linh thông tin tức nhất trong những cổ phái ở Trung Châu. Cho nên Mộc Lăng Lan biết được không ít bí mật. Nhưng cổ tiên Trung Châu rất nhanh tiếp nhận được sự thật này. Núi Đáng Hồn, cốc Lạc Phách có thể lấy đi, sông Nghịch Lưu xuất thế cũng không có gì kỳ quái. Quan trọng bây giờ là làm thế nào để phá giải được đại trận nghịch mệnh tế luyện. Bất Chân Tử nhấn mạnh. Nhưng Triệu Liên Vân lại lắc đầu cười khổ. Muốn phá giải đại trận gần như không có khả năng. Ngay cả cổ tiên bát truyền rơi vào đây cũng không thể tự thoát ra được. Mặc dù không có một con tiên cổ bát truyền nào trong đại trận này, nhưng cổ trận siêu cấp lại sử dụng một cách hoàn mỹ sông Nghịch Lưu để cho nó phát huy được tác dụng vô hạn. Triệu Liên Vân chậm rãi giải thích. Bốn vị cổ tiên còn lại nghe xong đều nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không tiếp tục có chủ ý phá giải cổ trận. Thì ra cổ trận này đã triệt để cải tạo phúc điện Đại Tuyết Sơn, lấy 15 ngọn núi làm trận nhãn, hình thành phòng thủ vững như thành đồng. Sau khi cổ tiên xâm nhập vào trong, bị ép truyền tống đến từng ngọn núi khác nhau. Nếu là cổ tiên thất truyền, sẽ bị đưa đến ngọn núi có cổ tiên thất truyền tác chiến. Còn nếu là cổ tiên bát truyền, thì sẽ được đưa đến trước mặt Tuyết Hồ Lão Tổ. Lời của Phát Cơ trước đó có thật có giả, cũng không phải hoàn toàn hồ ngôn loạn ngữ. Đại trận nghịch mệnh tế luyện có thể gia tăng lực chiến đấu cho phe mình trong trận nhãn, khiến cho cổ tiên lục truyền có được uy năng thất truyền. Cổ tiên thất truyền không đạt được trình độ như bát truyền nhưng cũng được gia tăng thực lực lớn hơn trước. Đại trận nghịch mệnh tế luyện còn mô phỏng hối trì, có huyền cơ trụ đạo. Độc ác nhất chính là bất cứ cổ tiên nào chết trong trận nhất định phải hiến hết toàn bộ tài sản của mình cho đại trận, trợ giúp vạn thọ nương tử luyện hóa mã hồng vận. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1797, Đại trận nghịch mệnh tế luyện. Khó trách chúng ta diệt trừ, Phát Cơ, nhục thể và tiên khiếu của nàng ta đều rất nhanh hóa thành cho bụi, tiêu tán không còn. Mặc dù hồn phách Phát Cơ đã trốn thoát nhưng bên trong đại trận này, chỉ sợ nàng ta đã hồn phi phách tán. Không nghĩ đến Tôn Danh Lục lại có thể tạo ra được một cổ trận siêu tuyệt như thế. Sức mạnh như thế này, ngay cả 10 đại cổ phái cũng khó mà sánh vai. Tôn Danh Lục được công nhận là đệ nhất tông sư trận đạo Bắc Nguyên. Theo truyền thuyết, tính tình người này kiên cường, cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, không thông đồng làm bậy với ma đạo. Năm đó, Tuyết Hồ Lão Tổ phải hạ thấp tư thái, 3-4 lần mời Tôn Danh Lục, ông ta cũng không khuất phục trước cường thế. Cuối cùng, Tôn Danh Lục vì nể vợ của Tuyết Hồ Lão Tổ là Vạn Thọ Nương Tử, mới ra tay trợ giúp Vạn Thọ Nương Tử sáng tạo ra cổ trận luyện đạo này. Bây giờ xem ra, có thể tạo ra được cổ trận luyện đạo ác độc như vậy, Tôn Danh Lục chỉ sợ cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Cổ tiên Trung Châu bàn tán ầm ĩ. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta rời khỏi ngọn núi này, chúng ta sẽ bị ép tách rời, một mình chiến đấu. Bất Chân Tử lại hỏi. Triệu Liên Vân gật đầu, đúng là như vậy. Chúng ta đến được đây bởi vì có sức mạnh của cổ tình yêu. Cổ tình yêu là tiên cổ cửu truyền, uy năng áp đảo cả tòa cổ trận, cho nên mới giúp cho 5 vị cổ tiên Trung Châu đến ngọn núi thứ 9. Nhưng bây giờ, cổ tình yêu không phát huy tác dụng. 5 cổ tiên Trung Châu một khi bước ra khỏi phạm vi núi tuyết, nhất định sẽ bị cổ trận tách riêng từng người. Bất Chân Tử cau mày. Đây hoàn toàn là một tin tức rất xấu.
ông bảo vệ cho Triệu Liên Vân, cũng chính là bảo vệ cổ tình yêu. Nhưng bây giờ cổ trận siêu cấp này sẽ tách riêng từng người ra, khi đó sẽ khó mà bảo vệ. Như vậy đi, Liên Vân tiên tử, ngươi chui vào tiên khiếu của ta đi. Ta không tin cổ trận này có thể ảnh hưởng đến tiên khiếu. Bất Chân Tử do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm. Tiên khiếu cổ tiên là bí mật lớn nhất của một cổ tiên, bình thường sẽ không cho người ngoài vào. Nhưng can hệ trọng đại, Bất Chân Tử nguyện hy sinh để Triệu Liên Vân tiến vào bên trong. Giữa hai người bọn họ chỉ có thể làm như vậy, bởi vì tiên khiếu của Triệu Liên Vân không phải tiên khiếu thật sự mà chỉ là hư khiếu. Hư khiếu tiên đình có lợi mà cũng có hại. Có hại chính là chỉ có thể trang bị tiên nguyên, cổ trùng, ý chí mà không thể kinh doanh như tiên khiếu bình thường. Cứ cách một khoảng thời gian lại bổ sung một lần, nếu không sẽ không thể trường tồn. Ưu điểm của hư khiếu có thể đựng bất cứ tiên cổ phẩm cấp như thế nào. Ví dụ như Triệu Liên Vân bây giờ có thể chứa đựng cổ tình yêu cửu truyền, vốn có thể làm bể tiên khiếu cổ tiên bình thường. Nhưng sau khi thử một chút, cổ tiên Trung Châu lại phát hiện bọn họ ngay cả cánh cửa tiên khiếu cũng không mở ra được. Hiển nhiên, khi Tôn Danh Lục tạo ra cổ trận siêu cấp cũng đã cân nhắc đến vấn đề này. Điều này khiến cho cổ trận không hề có lỗ hổng. Nhất thời, cổ tiên Trung Châu lâm vào thế lưỡng nan. Bọn họ phát hiện, mặc dù đã diệt trừ phát cơ nhưng bọn họ lại bị vây ở đây. Nhưng có một tin tức tốt chính là, bọn họ không lo lắng có bất kỳ viện quân hay Tuyết Hồ Lão Tổ xuất hiện trước mặt họ. Bởi vì bên trong cổ trận siêu cấp, phong chủ trấn thủ từng ngọn núi không thể rời xa. Cổ tiên bát truyền xâm nhập phúc địa Đại Tuyết Sơn không thể ra tay với phong chủ núi Tuyết Thất truyền, lục truyền được, chỉ có thể đối chiến với Tuyết Hồ Lão Tổ. Quy củ này cũng đã hạn chế Tuyết Hồ Lão Tổ. Tuyết Hồ Lão Tổ cũng không thể làm khó cổ tiên lục truyền, thất truyền xâm nhập. Quy củ như vậy bắt nguồn từ việc lợi dụng sông nghịch lưu. Người thường đi chỗ cao, nước thường chảy chỗ trũng. Đây là quy luật của thế gian. Bát truyền làm cao, lục truyền thất truyền làm thấp. Cổ tiên chỗ cao chỉ có thể tìm kiếm cổ tiên có độ cao ngang bằng hoặc cao hơn để tác chiến. Bên trong toàn bộ cổ trận, ngọn núi Tuyết thứ nhất là cao nhất, cho nên sinh mệnh xâm nhập cổ trận đều phải một đường xuất phát từ chỗ cao, không còn đường rút lui. Đây chính là uy năng của sông nghịch lưu. Bên trong nhân tổ truyện có ghi, cho dù là nhân tổ cũng không thể thành công thoát khỏi sông nghịch lưu. Nhưng sông nghịch lưu cuối cùng cũng chỉ là một bí cảnh thiên địa mà thôi. Tôn Danh Lục lợi dụng đạo ngân phong phú bên trong bí cảnh thiên địa để sáng tạo ra đại trận nghịch mệnh tế luyện. Cho nên, là phe chủ trận, Tuyết Hồ Lão Tổ và các phong chủ Đại Tuyết Sơn không thể không tuân theo quy củ này. Nếu không phải sông nghịch lưu, mà đổi lại một hoặc vài con tiên cổ có hiệu dụng giống nhau, cổ tiên có thể tự chủ điều khiển, tạo ra hoàn cảnh có lợi cho nhà mình, chứ không cứng nhắc như bây giờ. Nhưng bất kể nói như thế nào, cho dù có khuyết điểm cứng nhắc như thế, phúc địa Đại Tuyết Sơn tuyệt đối vững như thành đồng, dễ thủ khó công. Có cổ trận này trong tay, khó trách Tuyết Hồ Lão Tổ lại có lòng tin, căn bản không cần che giấu bất kỳ động tĩnh luyện cổ. Che giấu cũng chưa chắc đã giấu được, quan trọng hơn, lão ta chẳng sợ cổ tiên nào đánh tới, ngược lại thậm chí còn hơi chờ mong. Bởi vì cổ tiên chết trong cổ trận, bất luận địch ta, đều sẽ hóa thành sức mạnh thuần túy, trợ giúp lão ta luyện ra tiên cổ Hồng Vận Tể Thiên. Đã như vậy, chúng ta chi bằng đóng quân ở đây, chờ đợi đội ngũ tiếp ứng. Bất Chân Tử đề nghị. Đề nghị này khiến các cổ tiên Trung Châu còn lại đều gật đầu tán đồng. Mặc dù bọn họ đã nhìn ra được lai lịch của cổ trận nhưng lại không có cách phá giải. Triệu Liên Vân cau mày, cũng không phản bác. Dù sao Mã Hồng Vận cũng đang ở ngọn núi thứ nhất, ở đó là trung cương cổ trận, dùng để luyện cổ. Cho dù đám người Triệu Liên Vân xông qua không ít ngọn núi tuyết, cuối cùng vẫn phải đến ngọn cuối cùng để đối mặt với Tuyết Hồ Lão Tổ. Hắc Thiên, Thiên Cung Chấn Vận, phát hiện một nhóm nhỏ. Nam Hoang Tiên Nhân thở ra một hơi. À, ở đâu? Dược Hoàng vội hỏi. Đã chạy đến bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn. Thật kỳ lạ,
Nam Hoàng tiên nhân không khỏi nghi hoặc. Mặc dù ông ta biết cổ tiên Trung Châu tiến vào Vô Gian Đạo, nhưng cũng không biết bên trong Vô Gian Đạo phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ông ta vốn tưởng rằng có thể phát hiện toàn bộ đội ngũ Trung Châu, nhưng kết quả chỉ phát hiện được một nhóm nhỏ người. Nhưng trong này lại có con cá lớn Triệu Liên Vân, Cổ Tình Yêu. Nguyên nhân Nam Hoàng tiên nhân thức tỉnh là cái này. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Dược Hoàng cau mày, toàn bộ cổ tiên Trung Châu không xuất hiện sao? Nam Hoàng tiên nhân lắc đầu, có lẽ đây là kế dụ địch của cổ tiên Trung Châu. Mặc kệ là bát truyền hay tiên cổ phòng đều không thấy xuất hiện. Dược Hoàng cau mày càng chặt hơn. Cũng giống như trước đó, Phương Nguyên và Ảnh Vô Tà rằng co. Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không lấy ra Thượng Cực Thiên Ương, ngược lại khiến Ảnh Vô Tà kiêng dè không thôi. Tình huống mà Dược Hoàng và Nam Hoàng tiên nhân gặp phải cũng có thể nói là cùng chung một loại. Khi cổ tiên Trung Châu xuất hiện toàn bộ, bọn họ nhất định sẽ vận dụng toàn lực đối phó với cổ tiên Trung Châu. Nhưng bây giờ chỉ xuất hiện 5 người, ngược lại khiến Nam Hoàng tiên nhân và Dược Hoàng càng không rõ ràng cổ tiên Trung Châu đang giở trò quỷ gì. Có âm mưu gì hay không? Có phải bọn họ đang thực hiện một kế hoạch lớn đặc biệt? Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1798 Tự tìm đường chết. Nam Hoàng tiên nhân suy nghĩ một chút, sau đó quyết định cứ để cổ tiên Trung Châu và Phúc Địa Đại Tuyết Sơn rằng cò trước. Quan trọng nhất vẫn là đội ngũ lớn của Trung Châu. Đám cổ tiên đó không xuất hiện, chúng ta cũng yên lặng theo dõi kỳ biến. Vâng. Dược Hoàng gật đầu, nhưng trong lòng lại suy đoán, Nam Hoàng đại nhân liếc qua cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Đây tuyệt không phải uy năng của Thiên Cung Chấn Vận. Chẳng lẽ bên ta cũng có nội ứng bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn sao? Đông Hải, kiếm giao làm sóng, kiếm mang phừng phực. Từng luồng long tức màu trắng nện vào bên trên cổ trận, đánh cho cổ trận phải chập chờn. Tại sao ta lại có cảm giác không ổn? Đám người Ảnh Vô Tà cũng không phải hạng người vô tri. Thôi động cổ trận, tiên nguyên hao tổn rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn một mực rằng co không lùi. Mặc cho ta đánh vào, chẳng lẽ còn có mưu đồ khác? Thế công Phương Nguyên rất mãnh liệt. Mặc dù không công phá được cổ trận nhưng vẫn luôn chiếm cứ thế chủ động. Suy nghĩ trong đầu hắn chập trùng, chưa hề dừng lại một khắc nào. Đối phương hẳn cũng biết được ta có Thượng Cực Thiên Ương. Bọn họ không sợ ta sử dụng Thượng Cực Thiên Ương xuyên thủng không gian, trực tiếp tiến vào cổ trận sao? Hoặc cổ trận này chính là một cái bẫy nhắm vào Thượng Cực Thiên Ương của ta? Hoặc có thể nói, bên phía phái Lang Gia, Mao Lục đã thông qua địa linh Lang Gia biết được Thượng Cực Thiên Ương của ta chỉ là một quả trứng chim. Vì thế bọn chúng mới không e ngại. Khoan đã, Phương Nguyên bỗng dừng lại thế công, lặn xuống nước. Hắn đứng dưới biển, vừa quan sát phản ứng của phía Ảnh Vô Tà, vừa thúc dục sát chiêu tiên đạo. Khí vận giao cảm, đích thật vẫn còn trong cổ trận, không thiếu một người nào. Phương Nguyên thở phào trong lòng, xem ra là ta đã quá lo lắng rồi. Phương Nguyên tiếp tục công kích cổ trận, nhưng hắn phát hiện từ đầu đến cuối, cổ trận đều bị động phòng ngự, không có bóng dáng của Ảnh Vô Tà hay Bạch Ngưng Bằng. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, ngừng lại công kích. Bây giờ hắn đang chiếm cứ chủ. Động, công kích hay không chỉ bằng một ý niệm. Ngược lại đối phương tiến hành phòng ngự cực kỳ bị động, không biết khi nào Phương Nguyên tấn công. Giữ cho cổ trận vận chuyển, lúc nào cũng phải tiêu hao tiên nguyên. Phương Nguyên vừa dừng lại thế công, ngoại trừ duy trì biến hóa kiếm giao thượng cổ, hắn gần như không tiêu hao bao nhiêu tiên nguyên. Ngược lại đối phương vẫn thúc giục cổ trận, không ngừng lại bất cứ lúc nào. Rằng co nửa canh giờ, Phương Nguyên dần dần ý thức được sự không ổn. Cổ trận giống như một cái đầm sâu, không nhìn thấy động tĩnh bên trong. Đối phương lại bền lòng vững dạ, lựa chọn rằng co với Phương Nguyên như vậy. Dường như Ảnh Vô Tà có mưu đồ khác, cần cổ trận tạo ra hoàn cảnh an toàn. Bất kể thế nào, ta cũng không thể tùy ý để y thuận lợi dương nanh múa vuốt như thế, phải nhanh chóng ra tay phá hư. Xem ra, ta không thể giữ lại át chủ bài được.
Mặc dù mưu kế của ảnh vô tả có hiệu lực, khí vận giao cảm của Phương Nguyên bị qua mặt, nhưng Phương Nguyên vẫn có sức phán đoán vô cùng nhạy cảm như cũ. Hắn quyết định ra tay, lôi lệ phong hành, không che giấu lá bài tẩy gì cả. Đổi lại trước đó, long tức của kiếm giao thượng cổ là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Sau một khắc, long khiếu vang lên, vang vọng phạm vi mấy ngàn dặm. Chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt. Tầm mắt của ảnh vô tà thay đổi, tập trung nhìn lại, y đã đến bức tường ngăn giới. Đây là bức tường ngăn giới thương thủy của Đông Hải, màu xanh đậm, giống như một tấm màn chống trời tiếp đất, rộng lớn vô tận. Bốn vị cổ tiên đứng trước mặt bức tường ngăn giới giống như con kiến bé nhỏ. Tiến vào bức tường ngăn giới, chiến trận thượng cổ không thể dùng được, chỉ có thể đi bộ. Bởi vì, nếu sử dụng cổ trùng hoặc sát chiêu tiên đạo, tiên khiếu sẽ chấn động. Chiến trận thượng cổ cũng giống như vậy, phản phệ rất lớn. Đang nhìn, sắc mặt ảnh vô tà đột nhiên thay đổi. Bạch ngưng, băng cũng vô thức quay đầu, hàn mang trong mắt bắn ra bốn phía. Cổ trận bị phá rồi. Bạch ngưng băng trầm giọng nói. Nhanh như vậy sao? Hắc Lâu Lan cũng động dung. Nàng nhớ đến tình huống bị nhốt trước đó, nhưng Phương Nguyên đã nhanh như vậy xé rách cổ trận. Cho dù một người trong trận, một người ngoài trận, nhưng cũng nói rõ sức chiến đấu kinh khủng của đối phương. Chẳng lẽ hắn vận dụng thượng cực thiên ưng? Hắc Lâu Lan rất nhanh nghĩ đến khả năng nào đó. Không phải. Bạch ngưng băng lắc đầu. Phương Nguyên phá vỡ cổ trận, không bắt được người nào, cũng không chiếm được bất kỳ con cổ trùng nào. Cổ trận vừa vỡ, cổ trùng sẽ tự hủy. Bạch ngưng băng sao có thể lưu lại cho kẻ địch chứ? Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cảnh tượng Phương Nguyên ra tay vẫn nhìn thấy được rõ ràng. Cổ tiên giao chiến, tin tình báo đóng vai trò rất quan trọng. Đám người Bạch ngưng băng, ảnh vô tà sẽ không buông tha cho cơ hội thu thập tin tức tốt như vậy. Phương Nguyên dùng một sát chiêu hoàn toàn mới, dường như hắn mới nghiên cứu thành công gần đây. Ảnh vô tà nói, uy lực sát chiêu này rất kinh khủng. Mặt Bạch ngưng băng trầm như nước, nếu không phải không có phương pháp khắc chế, chỉ sợ cho dù chúng ta liên thủ cũng không chịu được mấy hơi thở. Cái gì? Hắc Lâu Lan thấp giọng hô lên, ngay cả Thạch Nô vốn ít nói cũng phải thay đổi sắc mặt. Ảnh vô tà thầm nghĩ không ổn. Y bố trí cổ trận, thiết kế mưu đồ, đơn giản chỉ là kéo dài thời gian. Mặc dù kế hoạch vừa mới bắt đầu đã thành công, nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại chỉ trì hoãn trong thời gian ngắn như vậy. Y muốn xuyên qua bức tường ngăn giới, phải tốn một khoảng thời gian nữa. Quan trọng là tiên thể chí tôn có tính chất rất đặc biệt. Nó có thể xuyên qua bức tường ngăn giới một cách tự nhiên, một chút cũng không bị áp chế. Tin tức này, ảnh vô tà đã sớm nắm trong tay. Cổ trận bị cưỡng ép công phá. Phương Nguyên phát hiện chúng ta không ở đó, nhất định sẽ thôi động khí vận giao cảm lần nữa, tiến hành điều tra. Chúng ta tiến vào bức tường ngăn giới. Cho dù dựa theo tình huống tốt nhất mà đánh giá, đồng thời dựa theo tốc độ trước đó của Phương Nguyên, hắn nhất định sẽ đuổi kịp chúng ta. Cho nên, ta có nên tiến vào bức tường ngăn giới hay không? Ảnh vô tà đổ mồ hôi trán, trong lòng giống như có tảng đá thật lớn đè ép. Ảnh vô tà nhìn thời thế, trong lòng biết rất rõ, phía của y đang ở biên giới của sự tồn vong. Đừng nhìn bây giờ thì bình yên vô sự, nhưng nếu làm không tốt, tất cả đều sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. Rốt cuộc có thể biến nguy thành an hay không? Tất cả đều phải xem quyết sách của y. Áp lực chịu nặng đặt trên vai ảnh vô tà. Điều này không những liên quan đến tồn vong của bản thân y, mà còn liên quan đến bốn cổ tiên đi cùng. Được thôi, y có thể không để trong lòng an nguy của bốn cổ tiên đi cùng, thậm chí y cũng không sợ diệt vong. Nhưng quan trọng là, nếu y chết, còn có ai có thể cứu bản thể U Hồn Ma Tôn? Bây giờ ảnh tông đã bị tàn phá không chịu nổi, y chính là hy vọng duy nhất còn sót lại. Tại sao lại như vậy? Mới trải qua bao nhiêu lâu chứ? Nhưng chiến lực của Phương Nguyên lại tăng lên mức độ như vậy. Cổ trí tuệ không thể vận dụng, rốt cuộc hắn làm sao có thể suy tính ra? Chẳng lẽ hắn lại có thêm thủ đoạn trí đạo cường đại mới?
Suy tính sát chiêu tiên đạo cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Phương Nguyên thi triển át chủ bài khiến người ta cảm thấy rất đột ngột, khiến ảnh vô tà không kịp chuẩn bị. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1799, Cổ tình yêu chơi sò một. Nếu tiến vào bức tường ngăn giới, thủ đoạn lừa gạt kẻ địch đã sử dụng hết, chắc chắn sẽ phải nghênh chiến với Phương Nguyên bên trong bức tường ngăn giới. Thế của bên ta lại quá yếu. Ảnh vô tà biết rất rõ, nếu sử dụng sát chiêu tiên đạo bên trong bức tường ngăn giới sẽ bị phản phệ, nhưng Phương Nguyên lại không bị hạn chế này. Bức tường ngăn giới năm vực quả thật là đất lành để cho Phương Nguyên giết người cướp của. Ngay cả cổ tiên bát truyền cũng không làm gì được. Bởi vì bát truyền tiến vào bức tường ngăn giới còn bị hạn chế nhiều hơn so với thất truyền, lục truyền. Đương nhiên, cổ tiên bát truyền sẽ đi thông qua bạch thiên, hắc thiên, sẽ không não tàn đến mức đi qua bức tường ngăn giới. Ảnh vô tà khăng khăng tiến vào bức tường ngăn giới, đó chính là mạo hiểm, phong hiểm cực kỳ to lớn. Phương Nguyên để lộ át chủ bài, chứng tỏ hắn không cần đến thượng cực thiên ưng, chỉ cần lá bài tẩy này của hắn. Ảnh vô tà cũng cảm thấy khó mà làm gì được hắn. Không, còn có Bạch Ngưng Băng. Ảnh vô tà âm thầm nhìn lén sang Bạch Ngưng Băng. Y lập tức cảm thấy liên minh trước đó chính xác vô cùng. Đồng thời trong lòng cũng có chút cảm thán, không nghĩ đến lúc này lại phải dựa vào sức mạnh của Bạch Ngưng Băng. Nói thật, vận mệnh quỹ tích biến hóa vô tận. Y đường đường là ảnh vô tà, nhưng lại phải dựa vào Bạch Ngưng Băng vốn được xem là quân cờ. Nhưng rốt cuộc Bạch Ngưng Băng có bao nhiêu thực lực? Nàng ta vừa mới tiếp nhận động thiên bạch tướng, cũng chưa được bao lâu. Ảnh vô tà suy nghĩ, nhưng trong lòng cũng không có con số chính xác. Y lại nghĩ, nhưng nếu lần này không tiến vào bức tường ngăn giới, chỉ dạo quanh Đông Hải, tứ thông bát đạt cũng không phải thủ đoạn có thể thúc giục liên tiếp. Chỉ cần thở dốc một lát, sớm muộn gì cũng sẽ bị Phương Nguyên tìm được. Quan trọng hơn chính là, nơi này là Đông Hải, còn phe mình là cổ tiên dị vực. Nhục thân của ảnh vô tà là tiên cương Tây Mạc, Bạch Ngưng Băng là cổ tiên Nam Cương, Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan đến từ Bắc Nguyên, Thạch Nô đến từ Trung Châu. Không một cổ tiên nào là Đông Hải cả. Cổ tiên dị vực nhất định sẽ bị xa lánh, thậm chí bị truy sát ở bốn vực còn lại. Mặc dù bài xích ở Đông Hải không quá mạnh, nhưng đừng quên, Phương Nguyên là cổ tiên Đông Hải, tiên thể chí tôn, có thể dung nhập vào bất kỳ dị vực nào, trở thành cổ tiên bản thổ. Đến lúc đó, hai bên giao chiến, cổ tiên Đông Hải xuất hiện, Phương Nguyên sẽ chiếm thượng phong. Cổ tiên Đông Hải trợ giúp Phương Nguyên là chuyện không cần nói cũng biết. Đưa than sưởi ấm cho ngày tuyết rơi thì ít, mà dệt hoa trên gấm cho người thì nhiều. Cho nên, ở lại Đông Hải, rất có thể tiếp theo chúng ta gặp không chỉ có một mình Phương Nguyên, mà còn có cổ tiên Đông Hải khác. Ảnh vô tà cười khổ. Không thể không nói, y trải qua ma luyện và ngăn cản, thành thục hơn trước đó vô số lần, lúc nào cũng suy nghĩ toàn diện. Đây là điều mà trước kia không hề có. Càng không nói đến Phương Nguyên còn có thượng cực thiên ương. Nhất định chúng ta phải đến Bắc Nguyên. Phúc địa Đại Tuyết Sơn chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Lợi dụng cổ tiên bát truyền tiêu diệt hắn. Suy đi nghĩ lại, ảnh vô tà rốt cuộc quyết định dẫn đầu bay nhanh vào trong một bức tường ngăn giới. Mấy canh giờ sau, một con kiếm giao thượng cổ từ đằng xa bay đến. Tiến vào Bắc Nguyên rồi. Con kiếm giao thượng cổ này chính là Phương Nguyên. Tất cả như ảnh vô tà đã sở liệu. Sau khi Phương Nguyên phá vỡ cổ trận, hắn không hề phát hiện bóng dáng của đám người ảnh vô tà. Phương Nguyên có chỗ nào mà không biết đối phương đã dùng kế ve sầu thoát xác. Cũng may mà hắn không tiếc bại lộ át chủ bài, cưỡng ép phá vỡ cổ trận. Bằng không, hắn sẽ còn mơ mơ màng màng. Xem ra, mặc dù khí vận giao cảm có thể điều tra được mục tiêu, nhưng cũng khó mà tránh bị lừa dối. Như vậy, đối tượng này của ta có phải cũng là giả? Nếu là giả, Phương Nguyên cũng không còn cách nào. Dù sao đây cũng là mục tiêu duy nhất của hắn. Nhưng nếu là thật, ha ha,
vậy, thì ta sẽ làm thịt các ngươi trong bức tường ngăn giới. Các ngươi xuyên thẳng bức tường ngăn giới trước mặt ta, đây quả thật tự tìm đường chết. Khi chính nghĩa dạo bước trong đại điện, cậu ta đứng ngồi không yên, quyết định đi dạo xung quanh một chút. Dư Nghệ Giá từ ngồi xếp bằng trên mặt đất, mở mắt ra, bất mãn nói, ngươi không thể nghỉ ngơi sao? Đừng đi qua đi lại như vậy. Thi Chính Nghĩa hét lên, ta đã sớm nghỉ ngơi tốt rồi. Hài, còn phải chờ đến lúc nào nữa? Chờ cổ tiên Trung Châu đến. Bất Chân Tử lên tiếng, nếu họ không đến, chúng ta vẫn phải chờ sao? Triệu Liên Vân cau mày, có chút không kiên nhẫn được. Khi giao chiến với Phát Cơ, năm vị cổ tiên tập trung toàn bộ tinh thần, không có cảm giác gì. Bây giờ ở lại đây, từng giây từng phút đều là giày vò. Tình huống của Triệu Liên Vân càng thêm nghiêm trọng, giống như có đám lửa cháy trong lòng của nàng. Bất Chân Tử cau mày, đang định lên tiếng. Nhưng lúc này, Triệu Liên Vân lại truyền âm. Mọi người chắc chắn cũng có một số suy nghĩ trong lòng. Cảnh tượng sau cùng bên trong Vô Gian Đạo, mọi người chẳng những thấy mà còn tự mình trải qua. Mọi người nói, những cổ tiên còn lại không hao tổn bên trong chứ. Làm sao có thể? Thi Chính Nghĩa là người đầu tiên bác bỏ. Cậu ta thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Triệu Liên Vân có chút tức giận. Bởi vì phụ thân Thi Các của cậu ta cũng nằm trong số những cổ tiên đó. Triệu Liên Vân nói như vậy, giống như chú định phụ thân cậu ta đã chết. Triệu Liên Vân mặc kệ thái độ của Thi Chính Nghĩa, nói tiếp, thật ra mọi người đều rất rõ ràng, chúng ta đến được đây là nhờ uy năng của cổ tình yêu. Nhưng những cổ tiên còn lại, bọn họ lại không nhận được chiếu cố này. Lúc đó, ngay cả tiên cổ phòng còn phải sụp đổ, huống chi là cổ tiên. Nếu không có viện quân, vậy chúng ta phải đợi cái gì? Những cổ tiên còn lại nghe xong, không khỏi biến sắc. Thật ra, trong lòng bọn họ đều có lo lắng, đó chỉ là không chủ động nói toạc ra mà thôi. Hiện tại, Triệu Liên Vân chủ động nói ra, Bất Chân Tử suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, tình huống mà ngươi đoán cũng có khả năng. Nhưng cho dù không có viện quân, 10 đại cổ phái Trung Châu cũng sẽ điều nhóm cổ tiên thứ hai đến. Triệu Liên Vân tiếp lời, vậy nhóm viện quân thứ hai có thể đến đây hay không? Con đường gian nan hiểm trở trước đó, các vị cũng đã tự mình trải qua. Vô Gian Đạo còn có thể sử dụng lần thứ hai sao? Cho dù có sử dụng được, chúng ta còn có thể yên tâm dùng lần thứ hai không? Bất Chân Tử nhìn chăm chú Triệu Liên Vân, nghiêm túc nói, ngươi hãy tin tưởng môn phái. Triệu Liên Vân, ngươi là tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai, môn phái là nền tảng của ngươi. Nếu ngươi ngay cả môn phái cũng không tin, vậy thì còn có thể tin ai đây? Triệu Liên Vân nhạy bén phát hiện được Bất Chân Tử đang không vui. Nhưng nàng vẫn cố chấp nói, cho dù môn phái có thể điều động viện quân, hơn nữa còn có thể chạy đến đây, nhưng mất thời gian bao lâu? Rốt cuộc thì khi nào bọn họ đến? Khi đến, sẽ phải trả cái giá lớn như thế nào? Sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn không? Nơi này là Bắc Nguyên, không phải Trung Châu. Bất Chân Tử im lặng, ông không cách nào phản bác Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân thở ra một hơi, tóm lại, ta không muốn đợi thêm nữa. Bất Chân Tử tức giận nói, không muốn chờ cũng phải chờ. Ông đối mặt với Triệu Liên Vân, hai bên đều không nhượng bộ, đều có kiên trì của riêng mình. Trong mắt Triệu Liên Vân nhanh chóng dâng lên một luồng sương mù. Nàng chủ động chuyển ánh mắt sang một bên, nếu trong khoảng thời gian này, Hồng Vận gặp độc thủ thì nên làm cái gì? Ngươi có thể đảm bảo không? Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1800, Cổ tình yêu chơi sò 2. Trên thực tế, Triệu Liên Vân trong quá trình chờ đợi, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ cũng không phải an nguy của mình. Trong tình huống viện quân còn rất xa vời, chờ đợi cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu trong lúc đó, Mã Hồng Vận bị Tuyết Hồ Lão Tổ hại chết, luyện thành tiên cổ Hồng Vận Tể Thiên. Như vậy, đó sẽ là tiếc nuối cả đời của Triệu Liên Vân. Nếu nhớ lại, nàng sẽ hối hận vạn phần. Nàng cách Mã Hồng Vận gần như vậy, đã xông vào phúc địa Đại Tuyết Sơn,
vận mệnh cho nàng một cơ hội quá lớn, nhưng nàng lại không nắm chắc được. Từ trên đỉnh núi thứ 9 có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ của ngọn núi thứ nhất. Chỉ là khoảng cách gần như vậy, nàng lại đau khổ chờ đợi ở đây, mất đi cơ hội cuối cùng. Triệu Liên Vân không muốn nhìn thấy chuyện này phát sinh. Kết cục như thế, so với giết chết nàng càng khiến nàng bi ai và thống khổ hơn. Nhìn thấy Triệu Liên Vân và Bất Chân Tử cãi nhau, ba vị cổ tiên còn lại không tiện lên tiếng. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Linh Duyên trai. Bất Chân Tử phản bác, cho dù bây giờ ngươi không muốn đợi, ngươi cứu được Mã Hồng vận sao? Cho dù ngươi đánh bại được phong chủ khác, nhưng đừng quên, ngươi cuối cùng đối mặt sẽ là Tuyết Hồ Lão Tổ. Bởi vì Mã Hồng vận đang ở ngọn núi thứ nhất, ta biết. Triệu Liên Vân nắm chặt hai tay, cao giọng nói, nhưng ngươi cũng đã nói, trước Tuyết Hồ Lão Tổ, chúng ta còn 10 phong chủ phải xử lý. Chúng ta trước tiên có thể ra tay diệt trừ những phong chủ này. Dù sao, cổ tiên bát truyền không thể ra tay với chúng ta trong cổ trận. Cứ như vậy, một khi viện quân chúng ta đến, có thể trực tiếp công kích ngọn núi thứ nhất, càng đỡ tốn thời gian và công sức. Bất Chân Tử lại càng tức giận hơn, vẻ mặt âm trầm. Vậy ta nói thật cho ngươi biết, cổ trận siêu cấp này có tác dụng tăng phúc cho kẻ địch, suy yếu chúng ta. Nếu rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ bị cổ trận cưỡng chế, truyền tống đến ngọn núi khác, đơn đả độc đấu. Các ngươi sẽ là đối thủ của họ sao? Giao chiến trước đó cũng dựa vào ta và Mộc Lăng Lan tiên hữu làm chủ lực. Ba người lục chuyển các ngươi có thể làm nên được chuyện gì? Bất Chân Tử nói chuyện hoàn toàn không khách sáo. Nhưng ba vị cổ tiên lục chuyển lại không cách nào phản bác. Bởi vì những gì mà ông nói đều là sự thật. Triệu Liên Vân cúi đầu im lặng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, vậy ta sẽ dùng cổ tình yêu lần nữa. Bất Chân Tử cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cổ tình yêu dễ dàng để cho ngươi khống chế như vậy sao? Cam nguyện nghe theo ngươi bài bố. Năm đó, ngay cả Cự Dương Tiên Tôn cũng không luyện hóa được cổ tình yêu. Bởi vì ông ta không được cổ tình yêu thừa nhận. Triệu Liên Vân nói, nếu theo như ngươi nói, tất cả tiên tử còn lại của Linh Duyên trai ta đều là ăn cơm khô. Không có bất kỳ ai khống chế được cổ tình yêu. Bất Chân Tử cười lạnh, không thử làm sao biết. Triệu Liên Vân vẫn cứng đầu phản bác. Bất Chân Tử cười ha hà, đang định lên tiếng, Triệu Liên Vân đã hành động trước. Nàng kêu lên trong lòng, cổ tình yêu, cổ tình yêu, ta van cầu ngươi thi triển thần uy. Một lần nữa dẫn chúng ta xâm nhập vào một ngọn núi tuyết khác. Cổ tình yêu vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết. Triệu Liên Vân không cam tâm, tiếp tục cầu khẩn trong lòng. Bất Chân Tử thấy Triệu Liên Vân không chút động tĩnh, đang định lên tiếng, lập tức nhìn thấy trên người Triệu Liên Vân dâng lên khí tức cổ tình yêu. Cùng lúc đó, còn có quang mang bao phủ toàn thân trên dưới Triệu Liên Vân. Bốn vị cổ tiên chấn động vô cùng, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Mộc Lăng Lan nhịn không được, lên tiếng, cái này, giống như chúng ta thoát khỏi vô gian đạo đến phúc địa Đại Tuyết Sơn vậy. Chính là khí tức, còn có quang mang đó nữa. Tiếp tục đi, đừng ngừng lại. Thì chính nghĩa thúc giục. Sau một khắc, quang huy lưu truyền trên người Triệu Liên Vân, giống như có linh, tính, tràn đến người bốn vị cổ tiên khác. Cứ như vậy, chúng ta có thể giết đến ngọn núi tuyết khác. Nói không chừng, còn có thể thoát khỏi phúc địa Đại Tuyết Sơn. Thi chính nghĩa tràn ngập hy vọng, nói. Bất Chân Tử khẽ nhếch miệng. Lúc này ông cũng không nói ra lời. Trong lòng ông ta chấn kinh hơn so với những người khác. Tiên cổ tình yêu không cách nào khống chế. Đây là thiết luật trong lịch sử. Ngay cả Cự Dương Tiên Tôn ra tay cũng không làm gì được. Nhưng vì sao? Vì sao? Vì sao cổ tình yêu rơi vào trong tay Triệu Liên Vân? Lại nói gì nghe nấy thế? Chẳng lẽ Triệu Liên Vân là tiên tử mạnh nhất Linh Duyên trai ta từ lúc khai phái đến nay sao? Không, có khả năng là do thân phận của nàng ta. Nàng ta là Thiên Ngoại Chi Ma. Chẳng lẽ Thiên Ngoại Chi Ma và cổ tình yêu kết hợp lại với nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh? Người khác không thể khống chế cổ tình yêu, nhưng Thiên Ngoại Chi Ma lại không bị hạn chế. Vô số suy nghĩ dâng lên liên tiếp trong đầu Bất Chân Tử, giống như kinh đào hãi lãng.
trong lúc ông ta đang suy nghĩ, không gian sau lưng ông bỗng nhiên bị phá vỡ, hóa thành một cái lỗ đen to bằng quả đấm. Trong lỗ đen bắn ra lực hút khó có thể tưởng tượng, một tay kéo Bất Chân Tử vào trong lỗ đen. Mạnh như Bất Chân Tử, cổ tiên tu vi thất truyền lại không thể phòng bị, trực tiếp kéo thẳng vào trong, biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc đó, cảnh tượng tương tự phát sinh trên người cổ tiên khác. Trong chớp mắt, đại điện đã không còn một ai, trở nên yên tĩnh vạn phần. Đã rời khỏi ngọn núi thứ 9 rồi. Bất Chân Tử chấn kinh trong lòng. Một khắc ông đạp chân trên mặt đất, ông đã vội vàng dò xét xung quanh. Nơi này cũng là một đại điện, nhưng khác với đại điện trước đó. Đại điện trước đó cẩm tú tinh tế, có hơi hướng son phấn của phụ nữ, còn đại điện này lại hùng khoát vạn phần, hào hùng bốn phía, hiển lộ phong thái nam tính của chủ nhân. Nơi này là ngọn núi tuyết nào thế? Bất Chân Tử suy nghĩ. Nhưng đột nhiên ông ta biến sắc, lớn tiếng chửi mắng, đáng chết. Thì ra ông ta phát hiện toàn bộ đại điện chỉ có một mình ông ta, còn bốn vị cổ tiên còn lại chẳng thấy một ai. Lúc này ông mới tỉnh ngộ ra, thì ra trước khi truyền tống, ông ta đã hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Cho dù Triệu Liên Vân là thiên ngoại chi ma, làm sao có thể khống chế được cổ tình yêu? Cổ tình yêu vẫn không đáng tin cậy, hiệu quả ngàn vạn, nhưng lại không biết nó nổi khùng bất cứ lúc nào. Ta được đưa đến chỗ này, còn những người khác thì sao? Bọn họ ở đâu? Kết quả tốt nhất là bọn họ đi cùng một chỗ, như vậy Triệu Liên Vân mới an toàn được một chút. Nhưng nếu Triệu Liên Vân đi một mình, chỉ sợ. Bất Chân Tử có chút không dám suy nghĩ tiếp. Lúc này, một bóng đen như mực bám sát mặt đất, lặng yên không một tiếng động đánh tới Bất Chân Tử. Trong lòng Bất Chân Tử dâng lên báo động, vội vàng nhảy về sau một cái. Nhưng bóng đen giống như rắn độc, tốc độ rất nhanh, như hình với bóng. Chưa đến một hô hấp đã bổ nhào xuống chân Bất Chân Tử, hư hóa. Trong thời khắc quan trọng, Bất Chân Tử tế lên sở trường của cổ tiên hư đạo, cả người hư hóa. Bóng đen nhào trúng Bất Chân Tử, nhưng bất đắc dĩ xuyên thấu thân ảnh của ông ta, đến đằng sau Bất Chân Tử. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Quả nhiên là hư đạo, một vị cổ tiên hiển lộ thân hình. Người này cơ thể khôi ngô, mặt đầy râu, mắt không có tròng trắng, tất cả đều là màu đen khiếp người. Sau lưng gã là chiếc áo choàng làm bằng da màu đen, lại càng thu hút ánh mắt người khác. Còn người Bất Chân Tử hơi co lại. Ông biết người này, nếu cổ tiên Trung Châu đến cứu Mã Hồng Vận, sao có thể không nắm giữ tin tức về Phúc Địa Đại Tuyết Sơn chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 180 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.